Ba tân loại A, có thể dùng tự vệ và dùng test gạch được. Nhớ xem phần sau của clip nhé. Ưu điểm của ba tân loại A, với tay cầm bọc xốp giúp ít đau tay khi tập luyện lâu và thường xuyên. Trọng lượng loại A nhẹ hơn loại 511, SHI ví dụ size 26 in là 630g so với 730g. Loại A 21 in, dài cỡ 53cm, vuông ngắn 20cm, nặng 510g. Loại A 26 in, dài cỡ 65cm, vuông ngắn 23,5cm, nặng 630g. Được tặng kèm một túi đeo vào thắt lưng và một hộp nhựa màu đen. Chú ý, ba tầng là công cụ tự vệ, không phải để tấn công người khác, nếu không sẽ bị pháp luật xử lý theo luật định. Với mục đích tự vệ do đi đường vắng, về khuya thì để tự vệ hiệu quả không gây nguy hiểm tính mạng của đối tượng xấu thì phải tuân thủ vài nguyên tắc cơ bản sau. Một là không đánh vô đầu đối tượng, hai là tập luyện thường xuyên các đòn gục tay với ba tân ở đa chiều, tức là nhiều hướng đánh, tập càng nhiều càng tốt. Ba là tập trung đánh vào chân đối tượng làm đối tượng không thể di chuyển để bản thân ta có thể trốn chạy hoặc đối tượng xấu không thể chạy theo tấn công mình. Trong đó chân là nơi ít được phòng thủ nhất nên dễ đánh vào hơn và có hiệu quả tự vệ cao hơn. Các bạn đang xem clip test gạch hãy chú ý là mình làm thật để chứng minh độ cứng. Nhưng ba tân là công cụ tự vệ, không chuyên dụng dùng đập gạch đá, sắt thép khác. Nếu muốn vậy hãy nên mua xà beng vừa rẻ hơn vừa chuyên dụng hơn. Còn ở đây cam kết bao test gạch nhưng sẽ không cam kết nếu làm nó trầy xước. Trầy trụ quá mức để không thu ngắn lại được thì tự xử lý bằng cách mài bóng lại, bôi dầu máy, và mình không chấp nhận đổi trả nếu làm sai khuyến cáo nhé. Rảnh thì xem quay chậm lại nhé.